chúng nó à, con à, gì 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 à, con đừng có la, con la, người ta biết mình có tiền, bây giờ đi giết mình hả, nó lấy hết tiền của mình á. Ờ, gì hả? Bây giờ mình phải kiếm tụi mình giấu tiền đúng không? Giấu, vậy sao, vậy sao? Vậy sao đâu? Đây, 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 bỏ đi, mình có tiền, bỏ đi. Ôi, giờ, ra đây, giấu đâu nè? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiền nhiều quá làm gì vậy? Tiền nhiều làm gì? Thôi. Đừng la nữa, mình vô nhà đi mình tính. Vô nhà mình tính. Tính hả? Tính. Đi, con đi. Chúng con. Đi, con. Mình vô nhà. Chúng con. Đừng la nữa, chúng con. Đừng la lại mày đúng không? Đừng la, đi. Tự nhiên có số tiền lớn vậy, giờ sao con? Giờ sao mẹ vậy mẹ? Coi có ai không? Giấu đi. Ờ đúng rồi, giấu. Nhưng mà nhà mình có bụng tay giấu chỗ nào được? Để, con tìm. Con dắt thì được không? Không được. Nhỏ tiếng thôi. Đứng đây. Con thông minh ghê chưa? Bây giờ mình sẽ nhét vô trong cái ống này nè, là không có ai để ý hết trơn á. Đúng rồi. Chỗ nguy hiểm nhất và chỗ an toàn nhất. Đúng rồi. Đồ la lớn. Chiến này mẹ sẽ cho con mấy con mẹ sớm này biết hả, mẹ con mình hả, cỡ nào đúng không? Thường ngày hắn hiếp coi rẻ mẹ con mình, kính thường mẹ con mình. Con sẽ cho mấy thằng trong xóm này biết thế nào là dân có tiền. Đúng trời. Rồi mẹ con mình găng nè, chơi tụi nó đi con. Đi liền. Ma có đồ quỷ nhà mình gì? Giàu chị cho nè, cho nè. Còn 200 giờ sao mẹ? Tôi cho nhà mình giàu. Vô nhà kìa. Trời ơi. Bây giờ mình giàu. Đúng rồi. Cái này đâu có cần nữa con. Ba cái lẻ tẻ này xài làm gì, cho mẹ con dứt bỏ đi. Đúng rồi. Ừ. Cho nó dọn đi hết. Gân nhiều đây, gân lẻ đi nha. Dọn hết ra giùm tôi. Ừ. Áo của chị đẹp quá cho em đi chị. Đó là vô. Vô. Cho tôi mua là tư. Đó. Có xin gì đâu. Cần đi không? Cho em đôi dép. Đôi dép mà. Mẹ bà nó thiệt tình á. Củi vừa bếp đun gì mà không gì cho cháy lửa vậy trời. Gặp cái ống này nữa. Cái gì mà nhét trong đây làm gì trời? Nhìn thấy nghèo hèn cái ghét. Thì bỏ vậy mấy cái người nghèo đâu làm gì đâu. Tối ngày lụm củi không à mẹ. Nhìn thấy ghê. Đúng rồi. Cái bản mặt ha, chị biết ấp vô bán gáo vừa biết chị nào mới khá nổi. Thì đó. Ghét dễ sợ đúng không? Ừ. Không có mình kìa. Bởi vì mấy cái người nghèo mà đâu có biết được đẳng cấp của người giàu như mẹ con mình. Không biết giàu có bao nhiêu mà hả, nói chuyện ra là thấy ghét rồi rồi đó. Trong khi đó hả, ở nhà lá ở đây, ở nhà tường mà đi so sánh cái kiểu đó vậy đó. Sao? Ôi mở miệng ra nghe nè, ứa ghen phải không? Giờ không biết tiền của mình tới đâu mà bà đặt nói vậy, trụng mình nói chuyện cảm thấy là có người mình cũng dơ theo, hèn theo á. Mẹ, về cắt cái nhà 5-8 lên cho mấy người này lé mắt liền mẹ. Đúng rồi đó con, mình phải xây luôn cái máy hiên bên nhà luôn. Che nắng luôn. Đúng để rồi. Cho mấy người lụm củi nè vô hả? Trời mưa thì đang hạ tăng ngồi, ta nghỉ mát, ta uống miếng nước đúng không? Rồi. Ủa, mẹ con mày bị gì vậy? Bị gì vậy? Hôm nay bị ai nhập vậy? Ăn nói giống bề trên quá vậy? Trời ơi. Mấy người này thiệt á, mình cảm thấy có người mình hả? Nó bần theo quá con. Biết sao không? Bề trên của những người giàu có, những người có tiền, có của, những người nghèo không cùng đẳng cấp. Nè, tôi cũng giái trời giái đất á, phù hộ độ trì cho hai mẹ con, tự nhiên có tiền cũng mất hết luôn đi, tán gia bại sản luôn đi. Thôi đi, có gì hết trơn mà đã tanh thôi. Thôi đi mẹ, ở đây lay cái mùi người nghèo. Lay lấy gáo dừa làm niềm tin. Lấy đơn gáo dừa cất nhà nè con. Ông có thấy năm tờ giấy số của tôi không? Giấy số nào? Năm tờ giấy số nãy tôi cụ tôi bỏ trong công tội khối đó. Trời ơi, nãy tôi trộm bếp không cháy rồi tôi đốt rồi. Hả? Ông đốt rồi. Hả? Ông đốt 10 tỷ của tôi đó ông nội à. Vậy sao tôi đặt bếp? Cái gì? Trời, tiền bạc của cái tôi. Con ơi. Giờ sao? Tiền con để dành mẹ. Tại sao mà không có nói tôi mà đem mày giấu trong chi vậy? Tiền vàng của tôi. Sao anh ơi? Trời ơi trời. Hả à, có mày vậy ơi, trời ơi sao vậy? Trời ơi thằng này. Không gì. Không gì nói gì, để anh chống làm sao mà người ta lỡ người ta đốt sao? Mười mà còn thiệt tình luôn á. Không có. Đó chân là không còn gì được. Dễ sợ luôn á.
Trời ơi. Thôi hai mẹ con vô nhà đi rồi tính. Giàu nghèo chỉ trong tích tắc, đừng có chảnh chẹ hay là khoe khoang với người khác làm gì. Trong tương lai á, không ai biết trước điều gì nha quý vị. Đừng nghĩ trong phim mới có, ngoài đời cũng có đó. Anh đã giúp giùm em tờ đi gần sổ số, em còn quá trời luôn anh. Không ai một tờ cũng được nữa. Anh giúp đỡ giùm em tờ đi anh. Em năn nỉ anh á, giúp em một tờ cũng được nữa anh. Con nhỏ này nó lì ghê vậy ta. Hả? 6 năm nay tao thấy đứa nào với số như liên mày như mày vậy đó. Hả? Mày muốn mua không? Đưa lại tao mua cho. Nè. Mua nè. Mua nè, muốn mua nó không? Hả? Hả? Đó, tôi hả? Muốn mua nè, mua nè, mua nè. Mua nè, mua nè, mua nè, mua nè. Mua nè, mua nè, mua nè. Đã nói rồi. Không có mua rồi, không có mua rồi. Tao đang nói chuyện mới nhào vô. Mày đã không mua rồi. Bị giá số rồi cái gì vậy? Bánh kẹo mày dí vô mặt tao vậy hả? Mày đang tao lớn tuổi không? Tao không mua thì đi vô khác bán đi. Mày qua nói gì mày không hả? Khác gì đâu á, mua tao thôi đi. Còn xé với số người ta thì không mua thì thôi, mà làm được cái ghê thì cũng. Mày bán với số mày biết lịch sự không? Hả? Mua thì mày mời người ta đàng hoàng, dí vô số cho mặt người ta. Hả? Rồi còn không cái gì? Đã mời 2-3 lần người ta không mua thì ra chỗ khác bán đi. Thiếu gì chỗ người mua hả? Mày muốn mua nó không? Nè, đưa đây. Tao mua nó cho. Chị lỡ đỡ. Ta nói là không mua là không mua rồi. Trời đất ơi. Chú ơi chú không mua thì thôi sao mà chú giục rồi chú xé vé số của ta vậy chú? Để cho chừa cái tật mấy mốt á, đừng có mất lịch sự mời bán với cho mua vé số mà bởi mất lịch sự vậy đó. Anh kỳ quá, không mua giúp thôi, anh còn giục xé vậy tội nghiệp ta anh. Dí vé số vô mặt tôi vậy đó. Thì kệ đi, chuyện gì chuyện đâu còn có đó. Anh xuống nhẹ xuống đi. Nhẹ cái gì mà nhẹ, 2-3 lần chứ phải một lần đâu. Thôi tội nghiệp ba anh ơi. Trời ơi, nhưng mà anh xé vé số người ta sao ta bán được. Rồi á tiền vậy ta lỗ rồi sao. Mua bán vé số đi. Phải biết lịch sự chứ. Mời người ta, chú ơi, anh ơi, bác ơi, mua dùm con tờ vé số. Dí vô mặt người ta vậy. Lại câm cái họng là không biết cái gì. Thôi anh chuyện gì anh nóng giận anh bỏ qua đi. Tội nghiệp ta. Thiệt luôn á, con thấy cô mờ bình thường mà cô mờ thì chú không mua thôi. Chú làm tí ghê, chú xé rồi chú còn đánh cô nữa chứ. Tụi bay biết cái gì tụi bay nói hả? Tao bị dí bao nhiêu lần rồi. 100 người á, đi bán vé số á, là ngậm cái miệng lại đưa dí vé số cho mặt người ta đó. Hả? Hỏi gì sao không quạo được. Thôi anh chuyện gì chuyện anh cũng có bớt giận đi. Em thấy anh cũng làm đắt hết mấy tờ số của người ta rồi. Không ấy thôi, anh lấy tiền của anh đưa cho ta đi, đặng ta còn trả tiền vé số nữa. Đưa tiền cái gì? Quýnh nó nữa thêm chứ ở đưa tiền nữa hả? Cái tội mất lịch sự dí vé số cho mặt người ta đó. Ở đó mày đưa tôi tiền để cho mày nhớ đời mai mốt á, mày mua mày mời vé số người ta phải lịch sự chút xíu. Đừng có đưa vé số mà dí vô mặt ta đó. Ta bán không có lời lớn nhiều á, mà anh xé vé số vậy á là ngày hôm nay là ta bị chết đói đó. Anh ác quá đi. Tội cái gì? Dạy cho tôi biết á, để mai mốt đi bán nữa thì lịch sự với người ta. Còn không á thì người khác tao cũng giữ nữa đó. Có tiền không chị phụ em cơm góp cho bả đi, sao bả tội quá đi chị. À, chị em có 200 nè, chị phụ giùm em. 200 rồi. Mấy người rảnh rang á, phụ tới đi. Em có gom góp được nhiêu đây nè, để chị có vốn mới chị làm ăn. Sống ở đời thì phải biết tích đức chứ, phải có lòng chất ẩn chứ. Ê cái thằng nhỏ, mày biết cái gì mà mày dạy đời tao mà hả mày? Vậy đó con nít vậy đó chú ơi, nhưng mà con đỡ hơn một số người lớn. Sống mà không có biết chuyện, không có biết điều gì hết trơn á. Nói xỉa sói ai vậy? Con đâu xỉa sói ở đâu, thì con nói phong long đại đó trời. Ai có tật giật mình à, đúng không? Có tật giật mình. Dạ mà ác miệng thấy nào bị hậu quả à. Thì đó, quả báo, hồi xưa quả báo từ lâu nha. Đời nay quả báo một giây nhãn tiện bà, mấy người ác gì coi chừng á. Ê cái thằng đó mày chùa ai vậy mày? Không, con nói phong long mà. Vậy cho nó mai mốt nó ra đời á, nó rút kinh nghiệm, sau này nó đi bán nó coi được. Đó, tao nay là đánh nó vậy là nhẹ nhàng đó. Mai mốt ra mà gặp người khác nữa, nó quýnh nó bồm đầu luôn á. Mà chú là gì quýnh người ta chứ mời với. Ôi, tao lớn tao dạy cho nó biết như vậy đó. Bằng mua bán vé số phải biết lịch sự. Với vé số cái mặt người ta là gì sao? Mày đứng trên mày dạy tao. Quay, mọi người ơi, ở đời mình không giúp được người ta thì thôi, chứ đừng hành xử quá đáng như câu chuyện vừa rồi thì nó không có đúng. Đừng nghĩ trên phim mới có nha, ngoài đời có đó. Quay, cút đi, chạy đi luôn đi. Cái bực mình cái mình rồi. Bà hả, tao coi đời người ta làm chú còn chú lớn, chú ác quá. Mày biết cái gì? Ủa
chưa quay mà. Vậy thì bây giờ em ở bên đây em qua sàn qua lại đi, em sàn qua đó luôn, em sàn qua lại. Em đưa chị 500 này, chị thối trước giùm em. Em lấy mấy tờ? Em lấy 2 tờ. Để chị một chút chị thối cho. Rồi chị gửi em. Rồi cảm ơn em. Em lấy 2 tờ nha. Rồi. Ủa? Trời ơi. Trời ơi. Ôi, lấy hết với em. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Giờ mới cho vậy? Ông lấy của em hết trơn rồi chị ơi. Sao? Ai lấy? Ôi, cái ông đó lấy số của em hết trơn rồi chị ơi. Của em còn 70 tờ. Ông nói em lấy 2 tờ. Mà bây giờ em đếm lại còn có mười mấy tờ. Vậy là mất 50 mấy tờ với số đúng không? Dạ đúng rồi, giờ vốn liếng của em còn. Mà hồi nãy thấy nó trả tiền đàng hoàng mà. Dạ trả em 2 tờ em thối lại. Có 20 ngàn à. Trời ơi, trả 20 ngàn lấy 50 mấy tờ. Dạ đúng rồi chị. Trời ơi, vốn liếng của em 50 mấy tờ với số của con nhỏ. Trời ơi, khổ lắm luôn á. Em từ Bến Tre qua đây bán cho chị mưa gió. Rồi có nhà cửa con cái gì không? Dạ có, mà con em á bị bại não. Trời em gửi người ta giữ giùm á. Nên bán đi bán vé số rồi lấy tiền trả ra với mua sữa tả đồ cho con em. Ở chồng đâu? Chồng em anh bị tai nạn nên nằm tại chỗ rồi. Trời ơi, khổ gì vậy trời. Ông nội đập ác dễ sợ luôn, mượn nhà con tay ở nhà trọ hả? Dạ đúng rồi. Thì nóng nữa. Thôi nè, tạm trở đi. Chị ơi, em không lấy đâu chị ơi, kỳ lắm. Không cầm buộc không phải cầm nữa, cầm đi được được như hay nhiêu. Thôi, chị cho em 200 ngàn để đỡ đi nha. Ta không giúp được cái gì hết, có như đây thì cầm đi. Thôi đi kiếm ông nội kia, biết ông nội kia đâu kiếm. Em cảm ơn chị. Giờ không có tiền rồi, sao ngày mai bán tiếp, rồi tiền đâu lo cho chồng con. Cái này là em mượn của người ta làm vốn á, bán ngày nào thì mình trả, mình lấy ngày đó. Mà giờ bữa nay bị vậy rồi, giờ không còn vốn liếng gì nữa đâu chị. Nín đi. Bây giờ tôi thì đi ra bán tiếp đi, kêu để về tới chị ế đó. Nè, tôi cho 500 lấy giấy số mới bán tiếp để kêu có tiền nuôi chồng nuôi con. Dạ, em cảm ơn chị, em cảm ơn mấy chị. Lần sau á, em lên cẩn thận chút xíu nha. Đâu phải lúc nào em gặp với mấy chị người ta cho em đâu. Rồi tiền vốn đâu mà mình bán nữa. Dạ em biết rồi. Nói chung ở đâu cũng vậy á, là mình phải cẩn thận hơn. Trời giờ ra ngoài đường à, biết ai tốt ai xấu đâu. Biết không? Đó, dạ. Phải cẩn thận vô đi mà lo mà giữ lấy số bán đi rồi về lấy con cái nữa. Dạ em cảm ơn chị. Trời ơi. Sao rồi? Hôm qua lấy được nhiêu? Cũng một. Đi đi. Ủa? Cái con nhỏ bữa mình cho tiền đó mà ta. Mà hôm qua tao thấy mấy bà đó giàu lắm á nha. Chắc mày lừa được mớ tiền rồi đúng không? Mớ gì mà không mớ. Tao khóc chết luôn á. Mà mấy bà bèo lắm. Cho có vài trăm hà. Vài trăm là nhiêu? 1.800.000. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày có giấu bớt không? Không có đâu. Nghĩ sao mà giấu bớt vậy? Ăn đồng chia đủ mà. Kế này là của mày. Tao làm vậy rồi ai làm với tao nữa, đúng không? Vậy sao mày không ráng diễn xíu cho mấy bà thương, mấy bà cho nhiều xíu? Trời ơi, tao khóc sưng hai con mắt luôn rồi, tao muốn quỳ lết luôn rồi. Mà mấy bà còn không tin nữa, mày nghĩ sao giờ? Xin tiền ta đâu có dễ đâu. Tụi bây dám lừa gạt tao hả? Tao quay clip lại nè, tao đưa lên công an ha. Quá trời rồi. Thôi mà tôi giờ chia đi, bây giờ á tao diễn xuất nhiều, bây giờ 1.800.000 tao lấy 1.000.000, mày lấy 800. Tao bắt đầu mày giờ tao lấy 800 mày lấy 1.000.000. Mày khôn quá, kế thì kế của tao chứ bộ. Tao không nghĩ ra mày làm được không? Nhưng mà tao diễn nhiều, tao là người diễn nhiều, tao khóc sưng mắt nè, tao kể lễ tao than, tao là người bỏ công sức nhiều. Ủa mày mắc cười quá thì mày là đàn bà con gái, mày vô cái vai này là hợp quá rồi, không lẽ giờ tao đi gạt mấy bả ai tin? Mấy bả quýnh tao thì sao? Giờ 64 đi, cho mày thêm 100 nữa. Đều đi mày ơi, 5 năm đi. Ở nè, mày coi mày chia đi, tao cũng không gành số. Dạ, rồi.
Rồi. Đó. Rồi, con này là của tao rồi, cho mày mấy đồng lẻ luôn nè. Ê, mà tao thấy làm gì có ổn không mày? Có thắt đứt quá không? Thắt đứt gì mày ơi, ổn rồi không? Cái nghề mình tao phải vậy mà. Tao sợ quá à, lỡ sợ gì? Có gì thì sao? Cái miệng của mày ăn mắm muối, có gì là có gì. Bây giờ tao nói mày nghe nè, mày không làm, mày không làm cái nghề này rồi mày lấy gì mày sống? Tiền đâu mà mày sống? À, thì ra hai đứa mày là đồng bọn của nhau. Đâu có đâu chị. Tụi mày chối nữa hả? Nãy giờ tao đứng ngoài kia tao quay clip của tụi bay hết rồi nè. Tao điện thoại cho công an bắt tụi bay nè. Chạy, chạy đi, chạy, chạy đi. Alo. Mình á còn tay còn chân, còn sức khỏe, mình nên làm những việc chân chính, đừng nên lừa đảo bà con như vậy. Đó là điều không đúng. Đừng có nghĩ trên phim mới có đâu nha. Ngoài đời cũng có đó. Mày ba lô cho tao hai đài, con 6-30 ngàn. Hồi nãy á, tao đi ngang cái mã, tao thấy con 6-3 đỏ hực vậy nè, đuôi vô mặt tao vậy nè. Bao cho tao hai đài nha, chính phần luôn, 10 ngàn. Bậy rồi, chị thấy cái mã là chị phải đánh là 12-52-92 nó mới trúng. Nhỏ này thấy ghét ghê ấy, ngốc đọc bẻ hoài à. Bữa nay thứ 6 nữa. Tao giả mày chết bây giờ á. Bao 6-3 cho tao. 6-52 đi. Lỡ chịu ra rồi sao? Trời ơi, gửi chiều nay nó trúng rồi sao? Chắc trúng không? Trúng. Ờ đúng rồi trúng. Trúng cho mày mấy chỉ vàng rồi đó. Nhỏ cũng đọc có thằng bẻ số ra hoài rồi. Em bảo đảm gì, chiều nay trúng chắc luôn. Mày hay quá à. Em ghi cho chị là chính đại phụ nha. 6-52. Làm cũng vậy chứ. Ủa bà Hồng, bữa nay bà đánh gì? Không biết đánh con gì nữa. Ê, hôm qua nằm mơ gì ông vậy? Có. Thấy gì? Trời ơi, tối tôi nằm mơ thấy ông nội đó, ông giang tôi bà. Dạ trẻ, dạ trẻ. Dạ. Mà già chứ, 75. Ừ đúng rồi đó, 75 hợp lý á. 75 hả? Ừ, 75 đi. Mà tôi thích không 35 được đâu. Trời ơi, mày không có nghe không? Già dê, già dê, 75, 35 gì, 75 đi. Trời, tôi nghe lại bà nghe, chiều nay không có là tôi xử bà đó. Nè, bữa nay thứ 6, đánh 6-7-5 đi. Chơi luôn. 6-7-5, xỉu chủ 50 ngàn luôn đi, chơi lớn luôn đi, chiều nay chúng bao thầu luôn. Thôi, tôi đánh không bao lô nghe tính, đầu đuôi thôi, đầu 50, đuôi 100. Thôi, mày đánh hạ cái đầu á, cò đi, còn nhiêu là mày đập vô cái đuôi hết. Mày sợ mông mà. Sợ mông mà, đuôi, quất đuôi. Nhiều khi á, người ta vỗ chính giữa, đâu phải vỗ cái mông đâu. Nó vỗ cái mông mà sao mày cãi quá à. Thì nó cứ bao lô đi cho chắc. Thôi, bao lô ngán tiền lắm, đầu đuôi cho tôi nghe lời bà. Rồi. Ê, vậy bữa nay tôi biết tôi đánh gì rồi nha. Gì? Tôi đánh 6-11. Vô duyên, ở duyên cái 6-11. Trời đất ơi, hồi sáng tôi chạy xe tôi tông con chó mà con chó không đổ máu, tôi đổ máu đỏ rực. Đâu con 11 đây nè. Rồi xong bữa nay thứ 6 bà này nói nữa 6-11. Mày khùng quá, đổ máu là lương. Đánh 2-9-6-9 cho tao. Rồi góp cuộc số mấy? Đánh hết luôn đi, con chó con lương đánh hết đi. 11-51-91-29-69 đánh hết đi, chiều nay trúng hết luôn. Hôm nay tôi đổ máu là tôi hên nè. Ừ. Tôi sáng suốt tôi xuống xác luôn. Quánh hết cho tôi. Mỗi con bao lô 5 ngàn đi. Ok, chơi luôn. Rồi. Ê, thêm đầu đuôi luôn đi, để lỡ nó ra đầu đuôi tiếc. Ok. Chị ta. Trời ơi, giống chiều nay hả, nó trúng nhiều hơn mình nữa, nhiều con gì đâu à. 11-51-91 rồi 69-29 nữa. Trời, đánh nhiều số biết con nào. Đây, của chị Lệ là 720 ngàn. Đưa tiền cho em đi. Sáng mai tao cầm vàng đưa cho. Mà nè, chiều sổ số á, ra đây nghe không? Mày đừng có vô nhà tao nữa. Bữa mày vô ông chủ tao quá trời luôn á. Trời ơi, hôm bữa cầm dây chuyền đi, cầm mẹ nó rồi, còn đâu nữa, chị cầm chị đưa cho em. Nhỏ thấy ghét ghê, tao còn nó bông chi. Thiệt là mấy bữa rày kêu nấu cơm nấu nước cho con, nó không có tiền có bạc. Vậy mà đi đến đời á, cầm vàng, cầm nhẫn, cầm dĩ chuyền này nọ ha. Chưa có ghi cái miệng của mày á, nên mày ăn hết tao mấy chỉ vàng rồi sao mày không nói đi. Số chưa sổ mà mỏ bị xui không à. Kỳ nè, bà làm sai, tôi phải cho bà đi bốc lịch. Bà sai thì bà chịu trách nhiệm. Kỳ này tôi dẫn con tôi á, bỏ xứ này đi luôn. Còn cái đám này á, tôi sẽ cho bốc lịch cho nguyên một đám luôn mới được. Nếu mà chiều nay chúng nhớ bo tôi á nha. Mắc mệt quá, bóp áp đi. Nè, còn của bà Hồng nè. Đấy. Mày giỏi quá ha, tao kia mày đánh số tao mày không đánh đâu. Cứ 1-2-6-9-2-6-2 nè. Nè, mày thấy không? Có không? Nhưng mà con 63 chị nó cũng đâu có ra đâu. Tao giả mày chết. Tao kia mày bao con 63 cho tao hai đài. 63 tao có chứ bộ. Trời ơi, chị thấy rõ ràng không? Em bàn cũng gần đúng chứ bộ. À, 693 cái chỗ đó. Ừ, mày bàn hay quá. Mày bàn tới đâu bông tao luôn rồi nè. Xong rồi á, về tao cầm nhà cho mày luôn. Trời ơi, bà hay lắm. Mày bẻ dữ lắm. Đó, bẻ giờ vậy á.
Về. Về cái gì? Của tiền của chị Lệ là 720 ngàn, của ông Trung là 1.760.000, của ông Hồng là 673 ngàn. Trả tiền cho tôi đi. Rồi về trả tiền gì bà, hay quá. Tôi nghi ngờ nha, là bà dụ tụi tôi chơi nè, tôi ăn á thì bà cũng được tiền, tôi thua bà được tiền nhiều hơn nữa, đúng không? Khỏi trả tiền cho bà, đi về luôn. Mày khùng á, mày trúng á là tao được tiền qua Hồng bên đây rồi, tao vừa tiền mà qua Hồng bên mày mày cho nữa, thì mà tao còn cầu cho mấy mày trúng nhiều hơn nữa chứ. Mày làm tao, sao mày cầu, tại sao số tao mày không ghi đi mà ghi theo số ý của mày chi vậy? Thôi đi về, đi về, đi về, đi về, đi về, không có trả tiền bà, đi về. Okay, đi về, đi về. Mấy người đi đâu á? Ủa sao không biết tôi đây vậy? Sao không biết? Mấy bữa gần á tôi theo dõi bà nhiều lắm rồi á, như là sáng nè tôi quay phim chụp hình rồi đó, rồi đó, tôi mới báo công an xã, lát công an xã xuống liền giờ đó. Trời ơi, không ai làm chồng với ông á, đi báo công an đi bắt vợ. Ông báo công an bắt vợ ông thôi, mắc gì lôi hai tụi tôi theo, hai tụi tôi liên quan cái gì? Còn hai đứa mày á, ở nhà không lo công việc, lúc giờ đó gia đình ra lo đánh đề, rủ vợ tao đánh đề nữa. Có vậy thì thề tôi không phải, ông về nhà ông nói, tự nhiên ông báo xã chi vậy? Mà kia, mà đâu rồi? Mày đừng có chạy, lát công an xả xuống giờ. Anh bị khùng á anh Hoàng, vợ anh lớn rồi, vợ anh đánh đề này kia kia nọ là chỉ là vui chơi giải trí thôi, rồi không có ai ghi, rồi tôi thấy vậy thì tôi ra cho tôi ghi giùm thôi, chứ tôi có ăn uống gì trong đây đâu. À, tự dưng anh báo công an xã là báo làm sao? Khùng cái gì mà khùng, bà đừng có nhìn tôi ánh mắt đó, lát mà muốn gì á mà lên xã mà tường trình cả xóm này á hư hết, đều cho bà hết á. Anh nói gì quá đáng quá anh Hoàng, nghĩ sao cả xóm này hư là tại tôi, họ cũng lớn hết trơn chứ họ còn nhỏ bé gì nữa đâu, mà anh nói câu là hư tại tôi, trời ơi, vui chơi giải trí thôi mà, đánh rồi ghi thôi chứ có gì đâu. Mày muốn cái gì á mày lên xã mà giải thích, mày khỏi cái chốt công an xã xuống bây giờ á. Còn bà nữa, người ta khỏi bắt bà, tôi bắt bà đó. Có gì vậy thì về nhà nói đi, ông đừng đưa tôi lên xã. Mình giải trí cách gì thì mình giải trí, đừng giải trí bằng cách đánh đề, nó sẽ tán gia bại sản, rất là phiền phức cho gia đình của mình. Đừng nghĩ trong phim mới có, ngang ngoài đời cũng có nữa đó. Thằng chó, mày suy nghĩ sao mà mày lấy số người ta quá trời luôn mà mày đưa 5.000 vậy? Mày không có lương tâm hả? Mày thấy người ta mù rồi mày gạt người ta hả? Đồ cái đứa mất dạy. Được được thôi, là mày căng gì? Căng cái bà nội mày, người ta già cả rồi mày cũng không tha nữa. Mày có đứa cái cha mẹ không biết dạy mày hả? Thôi Phương ơi, Trung á không dám đưa tiền nhiều, đưa nhiều á nhiều khi nó giật luôn cọc giấy số của Trung á. Nhưng mà cái này bị hoài á, riết nó quen rồi, với bán giấy số vì đam mê mà. Trời ơi, đam mê cái gì nữa trời, anh khổ rồi, anh đi bán giấy số đã không thấy đường, nó gạt anh một cọc giấy số nè, anh biết không? Cái thứ không cha không mẹ vậy, cái thứ đó hả, đẻ hả, sanh đẻ không trường tồn, sống không tồn tại, con cháu chết hết á mà mày vẫn còn sống đó, con cháu đẻ. Thôi, đừng có chửi nữa, chửi hoài vậy mang tội đó, đừng có chửi nó nữa mà. Tội cái gì mà tội, người tội nhất là anh nè đó, anh đi bán lời bao nhiêu hả mà nó gạt anh như vậy mà anh còn nói nữa. Nè, số anh nè, tiền nè. Thôi anh đi vô trong, tôi lấy bánh mì cho anh ăn nha. Nè, bánh mì nè, anh ăn đỡ đi. Hôm nay á, em bán hết thịt với rau rồi, còn bánh mì không à, đỡ nha. Dạ, con sao rồi, ngon lắm. Bánh mì đây, bánh mì đây. Một ổ 3.000, 10.000 ba ổ đây. Vé số đây bà con ơi, vé số sắp mua chuyển sổ đây. Mua vé số đi bà con ơi. Vô đây, ơ, cướp. Cướp được không ăn? Tại sao mày thấy người ta mù mà mày cướp người ta vậy? Trời ơi, đồ quấn mất dài. Người ta mù mày cũng không ra nữa. Thôi, đừng có chửi nữa, nó giật riết quen rồi. Trời ơi, quen cái gì mà quen? Anh bán với số bao nhiêu tiền, một tờ lời có mấy đồng bạc, nó giật hết của anh một cọc hết trơn rồi, anh thấy chưa? Thôi mà, cái này riết quen rồi, nó giật cứ hằng ngày luôn. Nhưng mà thôi, đừng có chửi về mang tội lắm đó. Anh có gì á, Phương lo lắm đó. Nhưng mà không sao đâu Phương ơi, anh quen rồi nhưng mà không sao, anh có chừa lại hai tờ số cho em nè. Nếu mà trời thương á, cho mình trúng số á, tôi cứu bà luôn đó. Mơ đi. Thôi, sao anh để bán, đưa cho em chi? Thôi, nếu mà trúng á thì trời cho, còn không trúng á thì trời chơi mà. Anh nè, à, thôi vậy thì bầu trời mà cho trúng á thì Phương cũng chịu, cũng cưới anh luôn. Rồi hả, không những anh về nhà cũng mở một tiệm bánh mì to, thật là to. Anh làm bánh mì, Phương đi bán bánh mì nha.
Trúng số rồi em. Trúng rồi hả? Trúng đâu mà trúng. Trật rồi. Tôi nói với anh rồi, đi bán đi, để làm chi hai tờ số mất 20.000 uổng không? Thôi em, không trúng cũng không sao đâu mà. Sao gì? Ba cái vé số này á, mua 80 năm á cũng không trúng nữa. Làm á mất á 20.000 á, hết tô hủ tiêu của tôi rồi đó. Thôi bỏ đi. Nếu lần này mình không trúng á, biết đâu á lần sau á thằng tài á gõ cửa cho em sao? Phương ơi, Phương, bán cho anh ổ bánh mì Phương. Bà Phương á, hôm qua bà trúng số á, bà bỏ xứ đi rồi ông ơi. Hôm qua á, hình như bà trúng hai tờ giấy số lục đắc, nên lên Sài Gòn sống luôn rồi. Ủa, ông không hay biết vậy luôn hả? Thật hả? Thật. Trúng số rồi em, trúng rồi hả? Trúng đâu mà trúng, trật rồi. Bà này á, bà trúng số sao bà em nghe hả? À. Trời đất ơi, gì đâu người ta thấy trúng số rần rần, còn đâu bà gì đâu mà bị tức bị tâm gì trơn á. Trời ơi, bà đi mà ông không hay biết gì luôn á hả? Bà trúng số sao mà cứu đi luôn, thầm thầm vậy đó. Ông sao vậy? Bà trúng số sao mà cứu đi luôn, thầm thầm vậy đó. Nếu mà trúng á thì trời cho, còn không trúng á thì trời chơi mà. Đó, bà con thấy chưa? Đừng có tưởng là người ở gần mình, quan tâm chăm sóc cho mình đều là thật lòng với mình đâu. Đừng cứ nghĩ là ở trong phim mới có, ngoài đời cũng có thật đó nha. Sẵn khai sàng khai trường sẵn khai rồi. Sẵn sàng. Còn con đầu khâu tiền khiên. Là gì? Con đầu tiên. Con đầu tiên đó. Hoài nằm khâm. Vậy mới chơi có đồ nằm rồi má. Số 5. Số 5 chị 7 đặt 5. Chị 7 số 5. Số 5 hả? Gầu hết sức luôn. 7 khay tàm khâm. 78. 78. Muốn khóc vậy đó. Bà Kha. 30. Từ 7. 33. Chạy. Cứ pho em số 33 không có. Chị không lại coi. Ừ. Đây nè bà nội. Trời ơi, má là có chưa á. Mấy chị ơi. Sao khao 7 khay. 67. Bồn khôn. Tao muốn chửi thằng này hết sức luôn vậy trời. Tàm khâm sao khao. Là gì? 86 đặt vô. 86 hả? Ừ, ở đây kêu vậy giúp cho. Tàm kham 1 khôn. 81. Mày kêu đàng hoàng đi. Mày kêu đàng hoàng cho cô bác tao đặt cung. Nằm khâm tàm kham. 88. Ê, tao quạo quá nha. Mày kêu tiền đàng hoàng đi, nãy giờ tao thua tao bực bội mày lắm rồi đó. Chờ khờ. Ê, mày chửi tao chứ hả? 11. 11. Tao tưởng mày chửi tao có là 11 đó bà, chửi gì mà chửi. Trời, hiểu luôn bà nội ghê vậy. Rồi. 10 khươi 7 khay. 17. Sào khao tàm kham. 68. Sào khao trình kinh. 7 khay. Trời đất ơi. 7. Em không hiểu luôn á trời. Nằm khâm cài khai đời khơi. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? 55 cái đời. Hậu chắc kiểu này kinh khai đời rồi đó. 55. Lẹ lên. Bà Kha. Cái gì bà ba? Đọc từ từ thôi cha nội. 10 nằm kham. Năm nữa. Nằm hoài vậy ba. 45. Đặt vô. Tiếp đi. 7 khay xào khao cài khai đời khơi. Mày từ từ coi mày kêu đàng hoàng đi. Cái gì mà kêu hoài tao đặt không được nè. Cái đời. 76 cái đời. Cái gì đợi hoài vậy? Cái đời luôn. Gì đợi hoài vậy? 10 nằm kham. Tao chỗ mày nằm luôn bây giờ. Nằm không. Thôi bây giờ kêu lẹ lẹ kêu nắm nha. Kêu từ từ thôi. Kêu nhanh quá người ta dọn kịp. Bồn khôn 1 khôn. 41. Kêu gì mà không biết gọi là gì luôn. 10 khươi tàm kham. Là gì? 18. Vô. Bà Kha tàm kham. 38.
Hai khai xào khao. 26. Ê, tao giò không kịp. Giờ à. Từ từ đi, tao bỏ mấy con rồi đó. Ba kha tàm kham cài khai đời khơi. Cái gì cái đời? Cái đời, cái đời, cái đời đó. Trời ơi, có giọng không được. Bày khai, bày khai. Bảy 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 bảy. Năm khâm xào khao kinh khinh nha. Trời. Trời. Gì? 56 nó kinh rồi. Kinh hoài vậy ba. Kinh hoài hết. Nghỉ chơi đi. Nãy giờ bật rồi nha. Thôi nghỉ 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 đi. Ủa mấy bà lạ quá, mấy bà xuống chỗ người ta chơi thì mấy bà phải chơi theo luật của người ta chứ. Nhưng mà mày kêu từ từ thôi, mày kêu tao không hiểu gì hết trơn rồi. Tao bỏ con vô không kịp kìa. Thua hoài. Kinh hoài vậy? Tao biết rồi. Chắc nó nhìn cờ hay cái gì mà nãy giờ nó kinh không mà. Mày chơi nhìn cờ đúng không? Ơi, làm gì cờ? Người ta bỏ gì người ta xào 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 người ta bóc ra người ta kêu hộ. Nãy giờ mình kinh không mà. Mày bóc trong tay, mày nắm trong tay mày gõ vậy. Ở đâu ra vậy bà nội, tôi chơi với bà mấy năm trời rồi. Tự nhiên ra bà nói luôn vậy. Nãy giờ nó kinh nhiều dễ sợ không ai kinh chứ. Mày kinh có mình mày kinh là sao? Không cầu xiên thấu gì đó. Mày nhìn đi nè. Trời ơi nè. Móng te luôn vậy nè trời ơi, mà còn đã giờ còn rách nữa. Nãy giờ chơi có mình ơi mình kinh nè. Trời ơi mày nghĩ sao? Nó chạy xe ế nè, nó vô đây nó kiếm nước của chị em mình nè. Trời ơi. Tôi bỏ công bỏ sức ra, tôi kêu cho mọi người, tôi mệt cái cuốn họng tôi thì phải có nước uống cho. Mày kêu đàng hoàng đi, người ta. Ăn gian hồi nào người ta kêu đàng hoàng, người ta kêu ra số. Mày khai thiệt mày nhìn cờ đúng không? Nãy giờ mày kinh liên tục luôn nè. Bà ngồi kế bên tôi bà ấy tôi nhìn đâu? Bà có bằng chứng không? Tao thấy là mày để vậy nè. Mày ha, nãy giờ mày kinh là tao nghe mày xáo trá rồi. Mày tính hả vô đây mày lấy mấy chai nước ngọt của tụi tao hay gì? Ủa vậy trở lại. Trở lại đi. Ủa trở lại cho mày kêu vậy đó hả? Đợi đi. Đợi gì? Không, trở lại đi. Rồi trở lại đi. Nhưng mà tụi tao không có chung nước ngọt cho mày đâu nha. Rồi chơi luôn. Ê kêu đàng hoàng nha. Tao bực bội từ nãy giờ tao thua đó. Còn con đầu khâu tiền khê. Con ba. Con đầu tiên chưa kêu. Con đầu tiên. Bồn khôn. Số 4. Nằm khâm, nằm khâm. 55. Chị cái này chữ nhỏ quá em thấy đường vậy luôn á. Nè má ơi. Xào khao trình khinh. 69. Nằm khâm tàm khâm. 58. Hài khai trình khinh. 89. Nằm khâm không không. 50. Bày khai xào khao cài khai đời khơi. 76 cái đời. Dầm khâm. Con nghĩ mẹ đi. Kêu con tôi mà dầm khâm. Hết dầm ra nằm. Hồi tôi dầm mày bây giờ á. Ủa dầm khâm là 21. Mày khoái dầm không? Tao dầm mày bây giờ nè. Mày dầm khâm hả mày? Hả? Dầm hả? Dầm khâm hả? Chơi chơi đàng hoàng đi. Hết dầm tới dầm hả? Tao cho mày dầm khâm chết bữa nay luôn nè. Mày dầm khâm nè. Dầm khâm nè. Từ bỏ ở ngoài xã hội lắm. Chơi này đâu. Dập ngang. Dầm tới dầm hả? Mọi người ơi, lô tô là một bộ môn giải trí. Mình đừng quá khắt khe trong cách chơi, để rồi ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Đừng nghĩ trong phim mới có, ngoài đời cũng có nữa đó.